nhạc. Rồi cái điều thứ hai nữa đó là gì? Tại vì á, được cái an lạc, nhưng mà còn thêm một bước nữa là cái người đó có trí tuệ để chỉ đường cho mình, chỉ cho mình tu, chỉ cho mình cái cách mà thoát ra, thoát ra khỏi cái khổ triền miên này. Trước nhất là cái khổ trước mắt, và sau này là khổ mà ở trong sanh tử luân hồi. Tức là giải quyết cái chuyện trước mắt của mình, rồi nó giải quyết cái chuyện những cái kiếp về sau nữa. Thì cái người nào mà vẽ ra cho mình con đường đi, mà mình bước theo con đường đó, cái lộ trình đó, đó mình thấy mình an lạc, thì cái trường hợp đó mình đi theo, đi theo cái vị đạo sư đó. Cho nên Đức Phật nó không phải là chỉ có một mình ta làm Phật, mà ở mười phương trong pháp giới đó, ở đâu cũng có Phật hết đó. Cho nên các ông đó, mà khi chết rồi nó sanh tới bất cứ cái thế giới nào, mà nếu hay thấy chỗ đó có cái người mà làm cho mình an lạc là mình theo. Cái người đó có trí tuệ sáng suốt, chỉ dẫn cho mình một cách sống tu hành tốt đẹp đó, thì mình cứ theo. Đó là cái bước thứ hai mà Đức Phật dạy chúng ta. Bước thứ nhất là Ngài nói là chỉ Ngài làm Thầy thôi, chỉ có theo Ngài làm Thầy thôi, còn các cái chỗ khác đó, thì nên tránh đi. Và nên theo cái những người mà tu hành chân chánh này thôi, còn những người kia không. Nhưng mà bước thứ hai là Đức Phật nó rộng hơn, không phải có một mình ta làm Phật, mà tất cả trong mười phương đó có hằng hà sa số Phật. Chứ hằng hà sa số này đó là tại vì ngày xưa Đức Phật thuyết pháp hay ngồi trên bờ sông Hằng đó, cho nên Ngài chỉ xuống sông Hằng, Ngài nói Phật có nhiều nhiều hơn cái số cát ở sông Hằng này. Chứ hằng hà sa số đó tức là cái số cát sông Hằng, mà đem cái số cát này để thí dụ, cho nên nó có nhiều Phật. Vì vậy đó mà các ông sanh ở đâu, nếu thấy có Phật thì mình theo, mình học để mình phát triển cái trí tuệ của mình được giải thoát. Chứ không nên đóng khung và cố chấp vào một cái pháp môn nào hay là một vị thầy nào đó. Đó là ở trên cái bước đường tu hành của chúng ta. Cho nên nó mở đầu bài sám này nữa, khi mà mình lại Phật đó, mình gọi là quy mạng thập phương điều nhị sư, có nghĩa là con xin cúi đầu trước mười phương tất cả các cái bậc mà tự điều phục mình và có thể điều phục được tâm của người khác, tức làm cho người khác hết buồn phiền, hết đau khổ, thì cái trường hợp đó con xin cúi đầu trước những người như vậy. Đó là cái câu thứ nhất mà mở đầu cho cái bài sám như vậy. Đó ta gọi là quy y Phật. Quy Phật lúc bây giờ đó là mở ra thập phương Phật, chứ không phải một Phật nữa. Cái câu thứ hai là quy y Pháp. Diễn dương thanh tịnh vi diệu Pháp. Tức là ở trong mười phương các Đức Phật đó, mà nói ra cái Pháp vừa thanh tịnh mà vừa vi diệu. Cái Pháp thanh tịnh, thanh tịnh có nghĩa là khi mà cái người nghe rồi đó là thấy tâm mình được an lạc, tâm mình thanh tịnh theo, ta gọi đó là Pháp thanh tịnh. Hay là cái trường hợp đó, khi tâm mình thanh tịnh mình mới tiếp thu được cái Pháp. Tại cái Pháp lạc của Đức Phật đó, ta dùng bốn chữ để ta nói. Chứ thanh tịnh có nghĩa là trong sạch, có nghĩa là yên lành. Chứ vi diệu có nghĩa là nó thầm thâm, nó thầm thâm mà ta không thể nào hiểu được, ta không thể nào cắt nghĩa được. Ví dụ như bây giờ nè, Ngài Xá Lợi Phất đang buồn phiền đau khổ như vậy nữa, nhưng mà nhìn thấy Phật cái là tự nhiên phiền não rơi rụng xuống hết, đắc quả là hay. Cái này không giải thích được, không giải thích tại sao mà có cái hiện tượng này. Có nhiều khi mình học cả đời, mình tu cả kiếp mà mình cũng được. Cho nên ở trong kinh bảo rằng Ngài Xá Lợi Phất cái khi mà nhìn thấy Đức Phật đó, thì râu tóc rụng xuống hết, râu tóc rụng hết. Thành ra các Phật tử nếu mà mình mê tín thì mình nghĩ đó, tự nhiên râu tóc này rụng xuống, không phải. Chứ râu tóc này là tiêu biểu cho phiền não và nghiệp, tiêu biểu cho phiền não và nghiệp. Cho nên tóc ở bên ngoài có rụng hay không rụng chuyện này không quan trọng, nhưng mà ở trong lòng đó phiền não và nghiệp hết rồi, tức là sạch hết. Thầy nghe đây. Đó. Đấy, thầy nghe.
Dạ con bệnh không? Dạ con bệnh. Thầy nói thì thầy sẽ làm cho công việc gì do bệnh quản trước đây là bệnh là làm công việc xấu. Ờ thì bỏ con ta mà cái tên nó khó trị mà phải đi liên tục chứ làm nó có mấy bữa thì nghỉ à. Rồi lên đây thầy đổ thuốc cho. Rồi có rồi. Rồi thì cái gì chạy lên đi. Tức là sạch hết rồi, đắc được thánh quả La Hán cho nên biết được hết tất cả mọi việc. Cho nên cái pháp đó là cái pháp thanh tịnh và di diệu. Tự nhiên nó có cái công năng là rửa sạch cái nghiệp của mình. Cho nên Phật thì mới nói được cái pháp đó. Cho nên ta tới với ai, mặc dầu nói hay là mặc dầu không nói, tại vì thanh tịnh là không nói. Thanh tịnh yên lặng đâu nói được. Cho nên không nói, nhưng mà khi ta nhìn ta thấy cái vị này là Phật, hoặc là ta nghe pháp hoặc là ta không nghe pháp, nhưng mà trong cái lúc đó đó tâm chúng ta liền thanh tịnh, tâm chúng ta thanh tịnh phiền não rơi rụng hết đó, thì cái này gọi là cái pháp thanh tịnh di diệu. Cái pháp này không giải thích được, không cắt nghĩa được. Cho nên cái pháp thật của Đức Phật là như vậy. 58 hộp à. Không có những người mà bữa trước thầy kể đó, thầy nói là có nửa ký à, cho nên anh cùng đường là anh không còn cái cách nào sống hết, khổ sở quá rồi. Mà thì bây giờ thì anh chỉ tới anh lại Đức Phật Quan Âm thôi. Đức Phật Quan Âm này thì bằng đá, là thiệt ra Đức Phật này không ban phước cho ai được hết, nhưng mà tại vì anh cùng đường rồi cho nên anh hết lòng, anh hết lòng anh tin ở Phật á, thì tự nhiên á anh lại Phật bằng cái tấm lòng của anh á, thì tự nhiên cái này là được Phật cứu chứ. Mà đâu phải ai lại cũng được cứu hết. Thành ra nghe đồn nữa, cái Phật chỗ này linh rồi tới đi lại, nhưng mà những người khác tới lại cũng được lắm. Mà tại vì tâm chúng ta không có, cho nên lúc bây giờ là một kết quả nên là tất cả Phật tử nên nghiệp. Cái này nó thanh tịnh di diệu, không thể giải thích được, không cắt nghĩa được, nhưng mà chính cái người đó tự nhận ra là cái điều lạ lùng ở trong cuộc sống. Cái đó là cái pháp thanh tịnh. Cho nên Đức Phật thiệt thì lại nói được cái pháp đó, không phải là ngôn ngữ bên ngoài. Ngài Sa Lợi Phất thì cãi không ai cãi lại, nhưng mà ở trong lòng vẫn buồn vẫn khổ. Nhưng mà khi gặp Đức Phật, Ngài chỉ kêu con tiếng là Thiện Lai Tỳ Kheo, phải không? Thế nên tự nhiên là hết phiền não và trở thành sạch nghiệp. Cho nên cái pháp thanh tịnh vi diệu là như vậy. Vì vậy đó mà có khi đó các Phật tử mình về, mình ngồi yên lặng, mình không nói gì hết, nhưng mà sao mình niệm Phật, mình thấy tâm mình an lạc. Chính cái an lạc đó mới là cái pháp mà của Đức Phật cho. Còn mình tụng kinh, mình đọc sách nhiều á, thì cái này đôi khi nó lại phiền não nhiều. Đó là cái điểm quan trọng. Làm sao giữ cho mình cái tâm được thanh tịnh mà có cái độ cảm sâu về Đức Phật, thì được Đức Phật hộ niệm tới mình ấy, tự nhiên tâm mình an lạc trên bước đường tu đó. Cái này thầy đã từng trải nghiệm rồi thầy. Cho nên có những cái lúc mà thầy cảm giác như là cái hoàn cảnh nó khó khăn quá, mình không thể làm được gì hết. Lúc bây giờ đó thầy nhập thất, thầy ở yên một mình thôi, thầy không tiếp xúc với ai nữa. Thầy là chỉ có cái tụng kinh và ngồi thiền thôi, tụng kinh lại Phật và ngồi thiền thôi, một mình như vậy nữa. Thành ra tự nhiên thấy sao trong lòng mình nó an lạc, thấy trong lòng mình nó yên tĩnh. Thì tự nhiên ở trong lòng mình nó yên tĩnh rồi nữa, nó bừng sáng lên một cái ý thức mới, mà thầy nói đây là Phật hộ niệm. Cho nên mình tu theo pháp quan được Phật hộ niệm, thì hộ niệm này đó là hộ niệm ở trên cái tâm của mình, trên cái tâm mình. Khi tâm mình thanh tịnh thì cái Phật lực sẽ truyền thẳng vào tâm mình, cho nên tự nhiên tâm mình đã bừng sáng lên, nó lóe làm tia sáng mà để mình giải quyết những cái công chuyện trên cuộc đời.
Cho nên cái khi mà mình gặp khó khăn thì cần thanh tịnh, cần thanh tịnh để rồi tìm được cái cách giải quyết tốt nhất. Mà thầy nói cái đó Phật khổ niệm cho mình. Cho nên khi mình quy mạng, tức là cúi đầu trước các đức Phật ấy, thì mình sẽ nhận được cái pháp thanh tịnh vi diệu đó. Cái pháp thanh tịnh vi diệu đó Đức Phật sẽ truyền đạt tới cái tâm của mình, để cho cái tâm mình được thanh tịnh, cái tâm mình được sáng suốt, mà mình quyết định hết mọi việc ở trên cái cuộc đời này để khỏi có kiếp sinh. Cái câu thứ ba là quy y tăng, tam thừa tứ quả giải thoát tăng. Cho nên quy y tăng ở chỗ này được, nó không phải là quy y mấy thầy nữa, nhưng mà đây nó có quy định, tức là tam thừa tăng và tứ quả tăng. Cái hàng tam thừa là gì? Thành ra Thinh Văn tăng, Duyên Giác tăng và Bồ Tát tăng. Thành ra ta quy ba cái hạng tăng này thôi. Thành ra cái Thinh Văn tăng này nữa là những người mà học rộng, nghe nhiều và họ tu tập có kết quả. Cho nên mình tới gần gũi cái vị này để mình học, mình tu theo. Đó là ở trên cái bước đường tu đó, cái hạng Thinh Văn tăng. Cái hạng Duyên Giác tăng đó là họ không ở trong tập thể, trong tăng đoàn, họ là ở một mình, nhưng mà lại là họ đã đắc thánh quả rồi, cho nên tâm họ cũng thanh tịnh, cũng sáng suốt. Cái hạng thứ ba gọi là Bồ Tát tăng, tức là những người hiện thân trên cuộc đời này đó để cứu khổ ban vui. Họ sống với mọi cái hình thức khác nhau hết, không có vị nào giống vị nào, ăn mặc khác nhau, việc làm khác nhau, nhưng mà họ là những người giải thoát. Thì quy định là giải thoát tăng. Giải thoát tăng thì nằm ở trong bốn quả của Thinh Văn. Cho nên đây các vị nên nhớ, tức là Thanh Văn tăng thì căn cứ trong bốn quả Thanh Văn này mà ta đi theo, chứ không phải ai ta cũng theo hết. Tình ai ta cũng theo hết thì cái trường hợp này coi chừng ta mắc lầm. Ta nhớ cái mùa hạ năm rồi, ở đây nè, thầy nói là mùa hạ đầu tiên, cho nên thầy có mở cái khóa hạ ở đây. Thầy nói thôi mấy thầy ai muốn tu đi về để tu. Cho nên bây giờ đó cũng có một cái ông Sa Di mà xin về đây tu. Thầy hỏi giấy tờ đâu, ông nói giấy tờ con mất hết rồi. Thì thầy nhìn cái ông này, thầy thấy mặt mày thì trông cũng sáng sủa, nhưng mà tự nhiên cái linh tính, thầy có cảm giác ông này không thật. Thì cái trường hợp này đó, ông có ở đây một thời gian rồi đó, làm những cái chuyện không tốt ở trong chúng, cho nên ở đây mình đuổi, không cho ở nữa. Thì cách nay một tuần nữa, nếu mà tất cả các Phật tử có đọc báo Giác Ngộ biết, thì thấy có ông thầy mà lừa đảo đó. Ông thầy lừa đảo đó, ông này là dám giả chữ ký của thầy, dám giả chữ ký của thầy, rồi dám khắc con dấu giả đó để mà bổ nhiệm trụ trì cho mấy thầy khác. Tự có kinh hồn đó, rồi là giả con dấu của công an nữa. Đây là trên bước đường tu. Cho nên mình khi mà mình thấy một cái ông thầy mang hình thức tu đó, thì đương nhiên mình Phật tử mình không dám chê, không dám nói, nhưng mà phải cẩn thận, cẩn thận những cái người này. Tại vì mình không cẩn thận thì mình sẽ bị những cái người họ lừa dối, họ gạt mình. Họ thấy mình tin Phật cho nên họ điều giả Phật. Cái này nó ở trong cái kinh đó, bản sanh Đức Phật nó tiền thân của Ngài đó, có một lần Ngài làm con sư tử, có một kiếp đó Ngài làm sư tử. Mà lúc bây giờ đó, con sư tử này nó được quy y với một cái vị cao tăng, cho nên cái vị này khai ngộ, cho nên cái vị này khất thực về đó, thì sư tử đi ra đón, và đồng thời đó được cái vị sư này đó với xa đồng sư tử là chú nguyện. Cho nên lúc bây giờ đó, ông sư này đó là ông đi cái chỗ khác rồi, thì có một anh thợ săn ảnh muốn giết con sư tử này để lấy cái bộ lông.
do đó mà ảnh giấu quân tên ở trong người ảnh, rồi ảnh mặc cái áo của ông sư vô. Mặc cái áo ông sư vô nữa thì sư tử thấy có cái hình bóng ông sư đó thì sư tử cũng tới, cho nên bị cái ông này đó dùng cung tên có thuốc độc đó, bắn ông sư tử chết đi. Chỗ này nên Đức Phật dạy chúng ta nên cảnh giác, nên cảnh giác những người giả dạng tu hành, chứ không phải là nhất định mình thấy ông sư là mình phải theo mình không. Đây là cái điểm quan trọng nhất mà tất cả các Phật tử nên mình chê thì mình không chê, mình nói thì mình không nói, nhưng mà mình phải sáng suốt một chút. Người Phật tử sáng suốt một chút, thấy cái người này thật tu thì lúc bây giờ mình theo. Cho nên cái thật tu là gì? Đức Phật nói là tứ quả thinh văn. À, thì quý vị theo thì nhắm vô bốn cái này mình theo. À, cái vị nào á mà đạt được cái quả thấp nhất á, ở trong bốn quả đó gọi là quả dự lưu. Ta đeo quả dự lưu á thì cái vị này nữa họ không lệ thuộc vào đời sống vật chất nữa, họ không có cái nhu cầu về vật chất nữa. Cho nên cái vị nào á mà xin mình, mượn mình, vay mình, nhờ mình á thì mình nên suy nghĩ. Tại vì thiệt ra một cái vị mà đắc được sơ quả đó là không lệ thuộc vật chất, không cần vật chất. Cho nên cái này nữa là các Phật tử là nên cân nhắc. Bây giờ có một sư tới là mượn tiền thì suy nghĩ là đây cái sư này mượn tiền mình, mà bây giờ mượn á rồi ông làm cái gì ông trả. Đây là trên đất mình tôi. Cho nên cái khi mà thầy cất chùa đó có nhiều người đó cho thầy mượn, thầy đó mượn, thầy đó làm gì để thầy trả, phải không? Ở ngoài đó thì các Phật tử làm ăn, cho nên đó, là khi mình chưa có thu nhập được đó, thì bây giờ mình mượn, mình vay, rồi lúc bây giờ đó khi mình có mình trả lại chứ. Mà người tu đó, là không làm gì. Tại vì thầy cảm giác bây giờ thầy làm gì có thể, cho nên thầy chỉ có cái nguyện thôi. Chứ ai có nhân duyên với cái chùa này thì Phật khiến họ tới hợp tác với thầy đó để làm. Cái này dứt khoát như vậy, thầy không xin, không xin, không mượn, không vay. Cái này còn vật tư đó người ta nói à, thầy cần thì cứ ra thầy chở mà. Vậy thầy làm đi, thì chừng nào có tiền thầy trả. Thầy nói thôi, hay khi nào có tiền thì làm, còn không có tiền thì thôi chứ. Chứ bây giờ đó thầy chở đi rồi cái trường hợp thầy không có tiền trả mấy làm sao đây? Cho nên cái này không được. Cho nên trên cái nguyên tắc thứ nhất á, mà cái người nào đó mà không cần á, cái người nào họ không cần, họ không lệ thuộc vật chất, không lệ thuộc vật chất á, thì cái trường hợp này nữa, đó là điều thứ nhất mà mình nên quy mạng Đức Phật này. Cái thứ hai là về tinh thần. Nên là tinh thần của họ luôn luôn sáng suốt, thành ra họ không buồn không giận. Tại vì trên nguyên tắc tu là không buồn không giận, không sợ không lo. Thành ra quý vị thử bốn cái này nữa mà thấy họ kẹt vô đó mà, tức là không còn ham muốn, tức là không còn ham muốn, cho nên cám dỗ không được. Đã rồi đó không sợ, tại vì người ta tin ở nhân quả rồi, ta tin ở nghiệp báo rồi. Khi mà quả báo tới, chết thì phải chết thôi, chứ không có cách nào khác hết, cho nên không sợ. Tức là vẫn bình tĩnh và vẫn sáng suốt, để biết khi nào mình chết đây. Tại khi mà mạng chung rồi, hết rồi, chết rồi, thì bây giờ nó không cách nào sống được hết. Ta đang có chi mà mới sợ. Cho nên chết người ta cũng không sợ. Thành ra không sợ, không lo, không giận, không buồn. Thầy lo, cần gì để lo. Thì mọi việc mình đã thấy được rồi. Cho nên cái người này đã thấy đạo, đã hiểu đạo. Cho nên không khỏi cần lo. Tại chuyện gì tới nó tới. Thành ra cái trường hợp đó, năm 1975, có một số mấy thầy ấy, nói với thầy nữa, chết tới nơi mà thầy không lo hả? Thầy nó có lo cũng chết chứ. Đã chết tới nơi rồi thì có lo thì cũng chết chứ. Thì lo làm chi?
Bây giờ nếu mà có lo thì tôi lo niệm Phật để vãng sanh đi. Đấy, lo chết đó, tức là lo tu. Lo chết đó, là lo tìm cách đi về Phật đó. Ta chết tới đâu rồi đó, thì phải bằng mọi cách về Phật. Mà bằng mọi cách về Phật thì sao? Cái việc đó tâm trí lắng yên như vào thiền định. Cái này bắt buộc, nhưng mà lo cái là đã rồi. Cho nên tất cả các Phật tử tu cả đời mình đó, nhưng mà tới khi chết tới nơi rồi sợ quá, lo quá, vậy là đoạn. Cái công tu mình coi như mất hết. Tu cả đời mình để được có một cái là tâm trí lắng yên. Trước cái chết, trước cái khổ, trước cái khó khăn, trước bất cứ cái gì xảy ra, tâm mình vẫn thanh thản. Từ cái chỗ thanh thản đó, mình mới có cái sáng suốt và từ mình tháo gỡ. Đây là ở trên bước đường tu. Và mình chết mình cũng có con đường đi, mà sống mình cũng có con đường gỡ. Đây là trên bước đường tu. Cho nên cái người nào nữa mà có cái trạng thái tâm lý như thế, có cuộc sống như thế thì ta cúi đầu. Đây là cái hàng tam hiền này. Cái bậc hiền thứ nhất là nói như thế đó. Mặc dù họ không giúp gì được cho mình hết, nhưng mà ít nhất họ cũng đã bước chân được một chân vào trong cái cửa đạo, cửa thánh này. Cho nên mình có thể gần gũi, có thể làm bạn, có thể tu hành. Còn những người nào mà đủ cái chuyện ở trên cuộc đời này hết á, thì tất cả các Phật tử chúng ta đó, chúng ta nên không đạt. Đó chúng ta gọi đó là những người mà nhiều chuyện. Những người đó chỉ gây cái phiền não cho chúng ta mà thôi. Cho nên nói qua nói lại thì là bất lòng. Và từ cái chỗ đó phiền não phát sinh ra. Cho nên thì đó là cái hạng thứ nhất. Cái hạng thứ hai, hạng thứ ba đó là cái trường hợp đó. Đây là hạng hiền, nhưng mà họ có một cái năng lực khác đặc biệt hơn một chút. Cái chỗ này tất cả các Phật tử thầy dạy là khi mà mình nhìn thấy họ, mình nghe họ nói, cái tâm mình được an lạc, được giải thoát đó, và mình làm theo đó, mình thấy kết quả tốt, thì cái trường hợp này đó, mình nên theo. Cho nên chỗ này ta gọi là hiền, hạng bậc hiền này đó là mình quy mạng. Cho nên cái hiền của Thinh Văn và cái hiền của Bồ Tát thì khác. Cái hiền của Bồ Tát thì cái trường hợp này đó, chẳng những họ đạt được như thế mà họ còn có thể giúp đỡ cho mình nữa. Họ có thể giúp đỡ cho mình, họ có thể giải thoát thế cho mình. Cho nên trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật gọi là cái người đi xe trâu. Xe trâu là ví cho Bồ Tát. Cái người đi xe nai, xe dê đó thì họ đi mình thôi. Thế nên họ được giải thoát, họ tự đi. Cho nên mình đi theo họ, mình học theo họ, mình đi theo họ, mình cũng được giải thoát. Nhưng mà cái hạng người Bồ Tát này là cái hạng mà đi xe trâu đây đó. Cho nên họ có khả năng dìu dắt mình, họ có khả năng chuyên chở mình. Cho nên mình đi theo họ, mình được an lạc, mình được giải thoát, mình không lo. Tại vì họ là cái người mà có phước báo. Cho nên Bồ Tát là có phước báo. Thế là có phước báo rồi, cho nên mình theo họ, mình gần gũi, mình hợp tác, mình tu hành nữa, thì cái cuộc sống của mình nữa, nó phải tốt hơn. Đây là cái hạng Bồ Tát. Hạng Bồ Tát đó, họ có thể là ban phước cho mình, có thể là che chở cho mình. Cho nên mình mới được những cái điều mà gọi là bất khả tư nghị. Bất khả tư nghị tức là mình tu rồi đó, mình được cái này, mình được cái kia mà bình thường mình không có thể có được. Cho nên đây là cái hàng giải thoát tăng. Cái hàng giải thoát tăng tức là đã được giải thoát rồi. Cái người này đã đi vào vòng thánh rồi, mà mình đi theo họ đó, mình bảo đảm là mình không bị lạc. Nguyện tứ từ bi ai nhất thọ. Đối với tất cả các cái vị này đó, mình cúi đầu, mình xin họ dìu dắt mình, họ giúp đỡ mình, họ làm bạn với mình để cùng đi ra khỏi cái đường sanh tử này. Đó là cái câu thứ nhất mà ta gọi là quy y. Thì trên cái bước đường tu hành của mình ấy, cái quy y đó là mình đặt cái trường hợp trọng tâm của nó như chỗ. Tức là Đức Phật gọi là mình làm bạn với hiền thánh. Thì các hàng này đấy, cái hàng tam thừa tứ quả này đấy, là những cái người mà tốt ở trên cuộc này. Cho nên Đức Phật nhắc nhở cho chúng ta đấy, là nếu không phải là hiền
thì chúng ta không làm ba. Nên là thầy đi tu đó là dứt khoát những người nhiều chuyện thầy tránh xa. Cái này không phải là hiền mà chỉ gây rắc rối thêm thôi đó. Cho nên mình tránh. Người nào hiền thực, người nào tốt thực á, thì mình làm bạn, nhờ họ dìu dắt mình, nhờ hợp tác với mình, và là có qua có lại với nhau. Khi họ nhờ mình, khi mình nhờ họ, không phải là lợi dụng nhau. Đó là cái câu thứ nhất á, mà mình phát nguyện khi mình vô chùa rồi đó. Cái bài sống với mạng này, bốn cái câu đầu đó, nghe thầy vào bài nghe. Qua bốn cái câu kế này. Đệ tử chúng đẳng tự di chân tánh hữu nhập mê luôn, tùy sanh tử như phiêu trầm, trục sắc thanh như tham nhiễm. Đây là cái trường hợp. Bốn cái câu kế này là nói về thân phận của mình. Tại sao mình nói như vậy? Là tại vì mình gặp các cái vị mà Bồ Tát Tăng, Thanh Văn Tăng này đó, họ được giải thoát. Cho nên mình nhìn thấy cái